Chứ thật ra nếu thành Phật tại cuộc đời này là tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Nhưng ai có khả năng là tin rằng từ đây tới cuối đời tôi thành Phật? Đưa tay lên coi. À, rồi rồi, thầy cảm ơn chú. Quá tuyệt vời. Cái đó tuyệt vời, thầy tán dương chứ không sao. Dầu cho chú không thành cũng vẫn tuyệt vời. Chú có bản lĩnh đó. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy. Khi con người mà tu tịnh độ, tức là mình thấy rằng mình phước mỏng nghiệp dày, cho nên khó quá. Vì vậy cho nên phải nguyện giảng sanh Tây Phương, cho nên là gieo trồng tất cả các duyên lành, thiện căn để được vãng sanh Tây Phương. Cho nên trong quá trình mà vãng sanh đó là gieo nhân tịnh độ để về tịnh độ. Cho nên nghiệp chướng trần lao còn ở mất, vẫn còn, cho nên gọi là đới nghiệp vãng sanh. Cho nên trong tịnh độ nó có một cái cõi, một cái cảnh gọi là phàm thánh. Phàm thánh gì? Đồng cư. Mà đã có cái chữ phàm ở trong đó thì có nghĩa là thừa nhận cái gì? Thừa nhận những chúng sinh còn phiền não, còn nghiệp chướng. Cho nên vãng sanh đâu có nghĩa là thành Phật. Cái thế giới này nhiều chướng duyên quá, thế giới này nhiều ác duyên quá, nguyện sanh ở thế giới kia để tránh bớt những cái duyên lành này. Cũng giống như thế, chúng ta ở bên ngoài tu tập nhiều chướng duyên của cuộc đời quá, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, bạn bè, tất cả những quan trái đó đó, nó cứ làm phiền hoài, tu hành không có được gì hết trơn trọi á. Bây giờ cắt hết tất cả, vô chùa tu để cho nó yên hơn. Tôi kia vô chùa chưa được yên nữa. Thì cái đó nó mang tính cách là tránh đi những cái duyên ràng buộc đó để chúng ta có điều kiện tu tập tốt hơn. Thì cũng thế, ở trần gian ta bà nhiều cái nhân duyên ràng buộc đau khổ, nhiều cái nó để làm cho mình nảy sanh phiền não. Đôi khi mình không muốn nhưng mà nó chọc hoài, thành ra bồ đề gai phải nổi thôi chứ sao. Thành ra vì vậy cho nên nguyện giảng sanh Tây Phương để tránh bớt những cái này, tránh bớt những ác pháp này. Cho nên gieo nhân tịnh độ để nguyện giảng sanh về tịnh độ, còn thành Phật thì chưa. Phải thấy rất rõ. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng một người được vãng sanh tịnh độ không mang cái nghĩa là có Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn người đó hay không. Điều này không quan trọng lắm. Người đó đủ nhân duyên phước báo để vãng sanh về được tịnh độ thì cái nhân này nó có, nó phải đến như vậy thôi. Bằng cả nguyện lực của chúng ta, bằng cả sự hồi hướng của chúng ta, bằng tất cả những thiện căn duyên lành của chúng ta, bằng cả một sự nỗ lực tinh tấn niệm Phật của chúng ta, những nhân tố này nó sẽ đưa từ cái nhân này nó đến cái quả này. Cái đó đương nhiên. Đức Phật A-di-đà có đến tiếp hay không, thánh chúng có mặt hay không, điều đó chưa quan trọng. Quan trọng nhất là nhân này, duyên này, nó sẽ đưa đến một cái môi trường để chúng ta có mặt một cách tương xứng với những gì mình gieo. Đây là cái điều đương nhiên trong Phật Pháp, chứ không có nói gì hết trơn trời. Như vậy tu tập theo tịnh độ có nghĩa là dựa vào tha lực mà để giảng sanh, có phải vậy không? Xin thưa các vị, tha lực thì có, nhưng mà cái người này phải tự phấn đấu, chứ tự nhiên nhờ tha lực thì sao giảng sanh được. Cho nên tất cả những pháp môn tu hành theo Phật Pháp không có cái gì mâu thuẫn nhau cả. Mâu thuẫn là tại chúng ta hiểu một cách lệch lạc theo cái thiên kiến riêng của mỗi con người. Nếu chúng ta hiểu tất cả các pháp môn Phật là nhất quán như vậy thì tuyệt vời vô cùng. Tu pháp môn nào cũng đưa đến giải thoát cả. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong các bài kinh khác nhau là nước trăm sông trải về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta có vô lượng pháp môn nhưng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Bằng con đường nào cũng giải thoát, mà người ta thông thường hay nói là đường nào cũng về La Mã. Wow. Vì vậy các vị là người tu hành theo Phật Pháp cứ yên tâm, nhân duyên chúng ta có với pháp môn nào cứ việc ứng dụng họ trì pháp môn đó. Cho nên tôi mới nói rằng với các vị là trong tịnh độ, tức là người tu tập muốn vãng sanh, có hai nhân duyên thù thắng cho cái việc vãng sanh. Nhân duyên đầu tiên nhất để được vãng sanh đó là nhất tâm bất loạn. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên nhất. Cái vãng sanh thứ hai nó không nằm trong một tiêu chuẩn như một thiện căn hay là một thượng duyên, tức là những cái hàng mà căn cơ mà bậc thượng căn á. Tu tập là phước báo nhân duyên để vãng sanh Tây Phương.
Đây là hai yếu tố cần và đủ cho việc giảng sanh. Chúng ta được nhất tâm bất loạn là ưu tiên nhất, đúng không? Trong kinh Di Đà Đức Phật dạy sao? Bằng một ngày, bằng hai ngày, bằng ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày. Niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn thì sau khi lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng đến tiếp dẫn chúng ta giảng sanh Tây Phương. Cái câu này hoàn toàn là có trong cái kinh Tiểu Bổn A Di Đà. Thì cái câu nguyên văn đó là: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Đó là như vậy. Nhưng mà có những người ngày xưa không có biết cái câu này, cho nên khi mà học thuộc lòng bản kinh này, tôi nghe đọc chật lắc hết trơn. Ta là nhược nhất nhật là bằng một ngày, nhược nhị nhật bằng hai ngày, mà do chúng ta đâu có biết, chúng ta cứ nhược nhược nhất nhược gì đó, cái chúng ta cứ là nhất nhược nhược, nhị nhược nhược, tam nhược nhược, tứ nhược nhược. Hồi nhỏ tôi nghe bản kinh này, tôi nghe mấy vị lớn là đọc như thế này, tôi cũng chả hiểu gì luôn, tôi tưởng thần chú. Thì sau này nhờ học kinh luật mình mới biết ra là cái chữ Hán, cái văn nó là như vậy, nhưng mà tại vì mình đọc vậy cho nó dễ thuộc lòng, thành ra mình cứ nhược tới luôn, cứ nhược hoài. Đọc vậy dễ quá, cho nên tới câu đó ai cũng thuộc hết á. Thành ra cái này chúng ta thấy rằng nếu được như vậy, đó là tiêu chuẩn đầu tiên nhất, cái sự quyết định cho người đó, mang cái nghĩa là người này đạt được nhất tâm thì quá tuyệt vời. Ở đây chúng ta có khả năng đó hay không là tùy. Được như vậy thì tốt, không được không có nghĩa là người này không được giảng sanh. Ở đây chúng ta phải hiểu vậy, không có nghĩa là ai được nhất tâm thì mới được giảng sanh, còn những người không được nhất tâm, loạn tưởng vẫn còn, niệm Phật vẫn còn, vọng tưởng vân vân, mà bây giờ lỡ bất đắc dĩ già chết đến nơi và lâm chung đến, mà tâm mình vẫn chưa được thanh tịnh, chưa được nhất tâm như kinh diễn tả, thì con người chúng ta bắt đầu khởi lên hoang mang lo sợ rằng không biết điều đó mình có được giảng sanh không. Đây là một điều nên suy nghĩ nữa. Cho nên cũng cần phải chia sẻ và giúp với các vị để các vị hiểu rõ những cái điều này. Có những người lấy ngay tiêu điểm này làm cho tiêu điểm chính, có nghĩa là các vị được như vậy thì giảng sanh. Đây là tông chỉ của kinh Tịnh Độ nêu ra. Các vị nói như vậy thì nó lại không đúng với con đường tu tập. Cái đó chỉ đúng, nhưng mà đúng một phần thôi. Cho nên ở đây chúng ta còn thấy một cái con đường tu tập vô cùng quan trọng cho những hành giả của Tịnh Độ Tông nữa. Đó là cái gì? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Đây là cái câu cho tinh thần giảng sanh thứ hai mà chúng ta có khả năng. Không thể một chút ít nhân duyên phước báo căn lành mà được sanh về đất nước kia. Đây là điều các vị cần phải nắm. Và tất cả chúng ta đều có khả năng và có thể được ở phương diện này, nếu chúng ta không đạt được sự tối ưu, đó là nhất tâm bất loạn. Rồi chúng ta có hiểu này không? Như vậy thì bây giờ bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, có nghĩa là không phải chỉ có một chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia. Vậy thì mình tạo nhiều nhân duyên căn lành phước báo để mình được vãng sanh. Như vậy bây giờ mình thấy mình không thể được nhất tâm bất loạn, mình niệm Phật vẫn còn vọng tưởng, nhưng con người mình đã đem thân ra làm việc phước báo, siêng năng tụng kinh, siêng năng tu tập, siêng năng bố thí, siêng năng làm phước, siêng năng làm tất cả các việc lành, ăn chay niệm Phật, làm tất cả công đức đó, có phải là nhân duyên phước báo không? Phải. Như vậy nếu chúng ta làm tất cả những nhân duyên phước báo này mà chúng ta không hồi hướng gì hết, thì cái đó nó mang tính cách là làm phước thì sẽ hưởng phước. Điều đó nguyên tắc. Nếu bất đắc dĩ chúng ta chết một cách bất đắc kỳ tử, chúng ta chưa kịp hồi hướng gì đâu hết, chưa nguyện giảng sanh Tịnh Độ, thì phước này có mất không? Không, nó sẽ cùng với theo ta trong một môi trường tương xứng với phước báo mình đã làm. Nhưng chúng ta có như thế này,
mình là người tu tịnh độ. Cho nên tụng thời kinh mình cũng hồi, đem công đức hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, bố thí cho người nghèo lon gạo đồng tiền bát cơm, chúng ta cũng đem cái phước báo này hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ. Chúng ta thực tập ăn chay, không sát sanh, tôn trọng sự sống, phóng sanh và bố thí cho tất cả các chúng sinh, chúng ta cũng đem công đức này hồi hướng về trang nghiêm tịnh độ. Mặc dầu chúng ta chưa được nhất tâm, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta làm quá nhiều thiện căn phước báo này, nguyện giảng sanh tịnh độ. Thì các vị có giảng sanh không? Có không? Có. Như vậy là điều chúng ta phải tin chắc là như vậy. Tất cả những hành động thiện trong cuộc đời làm, con xin nguyện đem hồi hướng trang nghiêm tánh Tây Phương tịnh độ, nguyện sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Ở đây cái nguyện nó vô cùng quan trọng, là tôi nói hồi nãy, ước mơ nguyện vọng chúng ta như bánh lái của một con thuyền. Hướng nguyện vọng chúng ta đến đâu thì phước báo này hồi hướng đến đâu, thì nó đi theo cái quy luật nhân quả đến đó với chính chúng ta nha. Phải nói là như vậy. Còn hồi hướng cho người khác thì nó là cái khác hồi hướng cho người khác nó là cái khác. Còn chính chúng ta nó phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Có những người nói là niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật để được giảng sanh, thì có thể cái điều đó như là một điều đúng đi, nhưng mà nói chỉ có niệm Phật mới được giảng sanh, hay là chúng ta bỏ hết tất cả thời gian công ăn việc làm trong cuộc đời để ngồi niệm Phật để chờ chết, thì cái này lại là một dạng tiêu cực khác. Nếu tất cả các vị như là các cụ ở đây già cả rồi, trong cuộc đời đã cống hiến nhiều, xây dựng cuộc đời nhiều rồi, bây giờ lớn tuổi ngồi yên để niệm Phật, để gieo trồng căn lành, hay là để niệm Phật được nhất tâm gì đó, cái điều này hoàn toàn hợp lý. Còn nếu những người có khả năng đóng góp xây dựng cuộc đời cho gia đình, cho chồng, cho con, cho gì đó, cha mẹ, cho xã hội gì đó, còn đóng góp nhiều mà nói thôi tôi nguyện giảng sanh, cho nên giờ ai làm gì làm tôi không làm nữa, chồng tôi mặc kệ nó, vợ tôi mặc kệ nó, con tôi mặc kệ nó, chắc niệm Phật chưa được đường nó cuốc chúng ta ăn cuốc đang giảng sanh luôn quá. Xin thưa các vị, không có một quan niệm như vậy. Không có quan niệm như vậy. Chúng ta phụng sự cho gia đình, cho cha mẹ, cho con cái, cho xã hội, đóng góp xây dựng bằng cả sức lực của chúng ta, rồi đem hết cái tâm nguyện đó, lấy tất cả những cái hành động mà chúng ta đóng góp xây dựng này, chúng ta hồi hướng vãng sanh tịnh độ, để chúng ta gieo nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ, thì chúng ta có lỗi gì? Mà chúng ta tu tập như vậy, chẳng những một mình chúng ta được lợi ích, mà còn vô số vô lượng người được lợi ích nữa. Còn ở này chúng ta, nếu mà chúng ta thử nghĩ tất cả cộng đồng Phật giáo của chúng ta để niệm Phật chờ chết hết, thì chúng ta thấy nó là cái hiện tượng gì? Hả? Ở đây là chúng ta phải để ý cái điều đó. Cho nên học và tu phải có một cái nhìn nhận, có trí tuệ sâu sắc về một pháp môn của chúng ta, con đường tu tập của chúng ta. Chúng ta thấy rằng duyên khởi về con đường tu tịnh độ, hay là duyên khởi cho một pháp môn này, nó cũng bằng những cái hình thức là sự quán chiếu tu tập và nỗ lực không ngừng của mỗi con người chúng ta. Đó là bà Vi Đề Hy, có phải không? Những ngày đau khổ trong ngục thất không còn cách nào khác, đã hướng về núi Linh Thú để cầu nguyện với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn bằng cái cơ cảm đó, cho nên hiện thân thuyết pháp cho bà, và hiện ra mười phương cõi nước để cho bà Vi Đề Hy chọn coi là cõi nước nào bà chọn. Và bà thấy rằng chúng sinh đau khổ quan trái trong cuộc đời này nhiều quá, cho nên bà chỉ chọn cảnh Tây Phương Cực Lạc. Và như thế bà mới nỗ lực tinh cần tu hành. Như vậy Đức Phật có mặt trên cuộc đời chỉ là một nhiệm vụ, như một bậc thầy để hướng dẫn chúng ta tu tập. Chứ Đức Phật đâu phải là hiện thân để bóc bà Vi Đề Hy ra khỏi nhà tù đó đâu, hay là hiện thân như vậy để bóc bà Vi Đề Hy để trở về cực lạc đó đâu, mà phải tự thân nỗ lực bằng đúng các pháp môn của Đức Phật đã dạy trên lộ trình tu hành. Vậy thì ở đây tất cả các Phật tử chúng ta trên con đường tu học, cho dù là phương pháp tu tịnh độ, các vị có thấy rằng như vậy tịnh độ là chỉ dựa vào tha lực để chúng ta được giảng sanh Tây Phương không? Có phải không?
Như vậy pháp môn tịnh độ chúng ta có mâu thuẫn với con đường mà tu tập là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi không? Không. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây những gì Đức Phật dạy, những gì Tổ dạy đã quá rõ ràng. Những giáo lý của Đức Phật không có một chút nào mâu thuẫn qua lại với nhau cả. Cho nên ở đây chẳng qua là cái cách phương tiện để cho chúng ta thấy được cái cách này dễ hiểu hơn, cách này dễ hành trì hơn, cách này mang tính cách là nó phương tiện hơn, để cho mọi trình độ căn cơ đều có tiếp nhận để tu tập, để được giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng giáo lý của Đức Phật muôn đời là như vậy. Nếu ai hiểu rằng đạo Phật hay là Đức Phật hay là tông chỉ nào đó chỉ là cầu nguyện để được sự ban tặng hay là tiếp rước hay là cái gì đó mang tính cách tha lực là chúng ta không đúng. Cho nên tôi nhớ ngày xưa em của Đức Phật á, là một người cùng cha khác mẹ, đó là ngài Mahanam. Mahanam sau này là con của bà Mahabasa Ba Đề, là dì mẫu của Đức Phật. Thì như vậy Đức Phật là con của bà Hoàng hậu Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia là chị ruột của bà Mahabasa Ba Đề. Và hai chị em này đều là vợ của vua Tịnh Phạn Vương. Vậy sau khi Đức Phật từ bỏ ngai vàng thì cái người mà kế thừa vương vị đó là Mahanam. Như vậy về mặt dòng tộc, Mahanam với Đức Phật là anh em cùng cha mà khác mẹ. Như vậy thì như thế nào? Một ngày đó Mahanam mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cả đời con là một Phật tử, con phụng sự Phật Pháp, con cúng dường chúng tăng, con làm chăn dân trị nước theo con đường lành để giúp dân chúng an khang thịnh vượng theo con đường đạo đức tốt của Phật dạy. Như vậy một ngày nọ bất đắc kỳ tử, con bị voi hút chết, bị rơi từ trên núi cao xuống chết, bị đá đè chết, bị rắn độc cắn chết, bị nhiều hình thức chết một cách bất đắc kỳ tử, thì con sẽ thác sanh vào đâu? Lúc đó Đức Phật mới cho một thí dụ, nói: Này Mahanam, ta thí dụ cho ông, ví dụ hàng ngày ông trồng một cái cây, và khi nó lớn lên nó đã ngã về, ông trồng nó ngã về hướng Bắc, và nó lớn lên nó cũng đổ về phương Bắc, thì vậy khi ông cưa nó ngã, nó sẽ ngã về hướng nào? Hướng nào? Hướng Bắc. Thì Đức Phật cho thí dụ Đông, Tây, Nam còn lại. Ngài Mahanam đều trả lời theo đúng với cái tông chỉ là Đông, Tây, Nam, Bắc y như vậy. Đức Phật nói cũng thế. Hằng ngày ông làm tất cả các việc lành thiện ác gì là cái nhân ông đã gieo, thì cho dù ông có chết bất đắc kỳ tử thì nhân nào ông gieo nó sẽ dẫn ông tái sanh vào con đường đó. Ở đây một cái câu nói rất thẳng thừng như vậy. Như vậy tinh thần nhân quả là một nguyên tắc không sai. Mình gieo trồng nhiều thượng căn phước báo, nhưng khi mình chết bất đắc kỳ tử hoặc cái gì đó thì cái nhân nào mình gieo, nhân đó nó sẽ đưa mình đến một môi trường tái sanh tương đương. Như vậy một người tu tập theo tịnh độ mà mình gieo trồng cái nhân này về tịnh độ thì điều đó nhất quát là từ nhân tịnh độ sẽ giáng sanh về đất Phật tịnh độ A Di Đà, là một nguyên tắc. Như vậy nỗ lực tự thân tu nhân để đạt quả, đây là nguyên lý không bao giờ sai được trong học thuyết của Phật giáo, và không bao giờ có một sự mâu thuẫn nào. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cầu nguyện của người thân cho chúng ta đừng quá ỷ lại vào cái điều đó là chúng ta sai. Chúng ta cảm thấy rằng giáo lý của Đức Phật là mang tính cách độ sanh chứ không phải là độ tử. Giá trị của người đang sống như vậy mà không có sự tu tập thì sau khi chết có cầu nguyện cỡ nào cũng rất là khó, nói chung là trăm nan vạn nan để mà giúp cho người đó tái sanh vào con đường lành nếu người đó gieo nhân ác. Ví dụ một người đó đã gieo nhân vào địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh thì sau khi quá giảng, người thân của mình là người giàu có, người có tính tâm gì đó, đem quá nhiều của cải phước báo làm phước bố thí cầu cúng để nguyện người đó
có thể rằng từ bỏ những cái nghiệp đó, hay là giúp cho người đó chuyển nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó để trở thành một cái con đường tái sanh cõi lành, điều đó được không? Điều đó có thể được, nhưng mà nó đi theo một cái nhân quả như thế này. Nó đi theo nhân quả của 71 ha, chúng ta phải hiểu vậy. 7 phần công đức người thân hiện tại của mình cúng dường làm phước, bố thí, phóng sanh, cầu phước gì đó, tạo lập chùa chiền gì đó, hồi hướng cho người quá cố, thì 7 phần công đức này người quá cố mà người thân thì hưởng được một, hưởng được một phần. Như vậy nếu tỷ lệ này nó đủ sức để giúp cho người đó chuyển được nghiệp đó, thì ở mức độ là người thân phải làm một cái nhân nào đó để một phần đó nó tương đương với cái quả mà mình đang rơi vào trong địa ngục, thì cái này mới có thể thay đổi được một cái nhân tố này. Được chứ không phải không mà nó là như vậy. Như vậy thì các vị biết rằng chúng ta làm bao nhiêu để biết rằng cái nhân quả này nó tương đương như vậy. Thành ra ở đây trong đạo Phật, chúng ta còn hiện tại trên cuộc đời, chúng ta tu tập được bao nhiêu thì công đức chúng ta trọn vẹn. Nếu chúng ta ở đời chúng ta từng tu tập, thì mai này ví dụ các vị tu niệm Phật, các vị tu tịnh độ, cái nhân các vị đã đủ sức để giảng sanh, thì bây giờ các vị chết bất đắc kỳ tử, hay là các vị có đứa con bất hiếu, nó không biết trời đất gì hết trơn á, mà mình hằng ngày mình tu tập mình đủ nhân tố giảng sanh rồi, bây giờ nó không biết trời đất gì hết trơn á, ba má nó chết nó đem nó liện ra ngoài rừng, các vị có gì cái liện của nó ngoài rừng cái các vị trở lại các vị rơi vào cõi người không, hay là rơi đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh không? Có, với một điều kiện là mình thấy nó đem cái xác mình nó liện ra rừng, mình tức quá mình nổi sân lên cái mình rớt vào trong đó. Cái đó là tôi nói cho các vị như một chuyện đùa. Sự thật tôi muốn nói điều gì? Tự thân người đó đã nhân tố đã giảng sanh rồi, thì cái thân xác này có đem liện bìa rừng, đem liện xuống sông xuống biển, đi thiêu tro bụi, đem rải gì đó, chuyện đó không có dính dáng gì đến con đường của người này nữa hết. Người này đã đủ nhân tố giảng sanh rồi thì cứ vãng sanh. Nhưng bây giờ người này sống ở đời không có tu tập, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối gì đủ hết, tất cả các ác nghiệp gì đầy đủ hết, sau khi chết để lại 100 cây vàng. Con à nhớ nha, ba sắp chết rồi đó, nhưng mà trong cuộc đời ba không có thích tu, thích ăn chơi không thích tu, cho nên giờ ba để lại 100 cây vàng đó đó, sau khi ba chết rồi nhớ rước nhiều thầy để về đây rồi bán cái vàng đó ra để cúng dường, để làm phước bố thí này kia, để hồi hướng cho ba được giảng sanh này kia kia nọ. Giảng không? Cái này giảng cần gỗ á. Cho nên các vị phải thấy điều này, cho dù cái người này tạo nhiều ác nghiệp, để lại sự sản cho nhiều, rồi đem cái xác này ra để cầu cúng bái lại cầu nguyện cho hung, để nói để được giảng sanh hay để được tái sanh cõi trường lành, hiếm lắm, vạn nan. Không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tác dụng của cầu nguyện có chứ không phải không, nhưng nó mang tính cách là trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Chánh nhân các vị đã đọa vào địa ngục thì có cúng cách mấy các vị cũng đọa vào địa ngục. Thay vì nói như vậy, các vị thay vì đọa 100 kiếp trong địa ngục, nhưng mà nhờ người thân chúng ta làm nhiều phước báo quá, nó tương đương với cách là thay vì 100 kiếp bây giờ nó rút ngắn lên còn 80 kiếp, 70 kiếp, 50 kiếp gì đó. Tức là cái phước báo này nó lớn dần đi cái nhân tố địa ngục của chúng ta, thì cái đó mới quả mai là rút ngắn lại về con đường trả nghiệp, chứ không thể nói rằng bằng cái hành động này mà để làm cho người đó được giảng sanh hay là được tái sanh vào môi trường lành bằng sự cầu cúng này được. Cho nên ở đây chúng ta là những người hiện tiền, chúng ta còn cái tri thức, chúng ta hiểu biết, thì chúng ta phải tu tập theo một nguyên tắc của một cái con đường nhân quả là như vậy. Chúng ta chưa đủ sức để chúng ta tu tập để trở nên những cái phước báo vô lậu, thì chúng ta tu tập ở một phương diện tương đối hữu lậu. Và cái hữu lậu này vẫn là nhân tố giúp cho chúng ta tu để thác sanh vào con đường lành. Đây là một nguyên tắc không bao giờ sai được. Vì vậy cho nên trong con đường tu tập của chúng ta, những người Phật tử phải ngộ ra được điều này, phải thấy rất rõ. Chúng ta còn hiểu biết, còn đi, còn làm, còn niệm Phật, còn ăn chay, còn gì được, thì tự thân chúng ta phải gắng nỗ lực thực tập hàng ngày. Rất có thể chúng ta tập khí trong cuộc đời rất là nhiều,
muốn tu tập như là một chướng duyên, chứ không phải là bình thường. Chúng ta xuôi theo con đường của thế gian thì nó không có gì để nói, nhưng mà chúng ta đi theo con đường tu tập, nó nhiều ràng buộc, nhiều chướng duyên, nhiều trở lực, cho nên đòi hỏi chúng ta phải cố gắng phấn đấu và tu tập, đừng thể hiện như một sự lộ bên ngoài. Càng thể hiện sự lộ bên ngoài nhiều thì thử thách chướng duyên càng lớn. Cho nên ai có đời sống hướng thượng, tu tập cao siêu thì hãy lẫn vào bên trong, cứ thể hiện giữa cuộc đời như là một người bình thường với thiên hạ. Ai sao tu vậy? Nhưng sự phấn đấu này là một sự nỗ lực hết sức mình trong tự thân của mỗi con người, thì những chướng duyên nó cản trở chúng ta nó sẽ ít đi. Cho nên ai tu tập mà bằng cái tinh thần cầu danh thì người đó chướng duyên sẽ lớn. Đôi khi người đó bị thối tâm bởi ở chỗ mình phô trương quá nhiều bên ngoài. Vì vậy một người tu hành muốn bảo vệ được bồ đề tâm, muốn cho trọn vẹn được con đường tu học, thậm chí mình tu mà người chồng, người vợ, người con ở trong nhà còn không biết mình hành tu nữa. Cho nên cái đó xem như là một sự mật tu. Ngày nào mình có một phương tiện gì đó để độ chồng, độ con, độ vợ gì đó, một góc độ nào được thì tế nhị khích lệ độ một ngày một chút. Không cần thiết phải thể hiện ở bên ngoài quá, hay là chúng ta tạo nên khoảng cách giữa chúng ta và gia đình quá, thì nó sẽ tạo một cái rào cản rất lớn với chúng ta giữa cuộc đời này. Đôi khi những rào cản đó làm cho chúng ta đi không trọn một con đường, không trọn một tâm nguyện của một con người hành trì. Vì vậy sự tu tập phải hết sức là linh động ha. Đừng có chấp một cách cứng ngắc là 2 cộng 2 bằng 4, không có cách nào khác hơn được. Ai tu tập như vậy là làm khổ mình, khổ người ha. Chúng ta tu hành mà chúng ta cứ cứng ngắc vậy, 2 cộng 2 bằng 4 thì nó là như vậy. Bây giờ tôi 8 trừ 4 còn 4 cũng không chịu, 2 x 2 bằng 4 cũng không chịu, 3 cộng 1 bằng 4 cũng không chịu, miễn 2 cộng 2 bằng 4 thôi. Xin thưa các vị học toán học như vậy là thua. Trong con đường toán học nó là mình phân chia phân tích như thế nào mà đi ra cái đáp số đó trúng thì nó là trúng. Quan trọng nhất sự lý giải của mình. Giống như bây giờ tôi nói là các vị học hình học, người ta bảo các vị là chứng minh hai đường thẳng song song, hay là chứng minh hai tam giác đồng dạng. Tôi chứng minh cách gì mà nó song song hay là nó đồng dạng thì thôi chứ. Trong đồng dạng nó có vô số thứ để đồng dạng. Cạnh góc, cạnh góc, cạnh góc, cạnh 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 gì đó, xe lo trong, so le ngoài gì đó. Tôi chứng minh cái gì mà nó đồng dạng thì tôi chứng minh chứ. Quan trọng nhất là tôi có lời lý giải để đến đồng dạng thì thôi. Vẫn được một điểm trọn vẹn như thường. Như vậy chúng ta trên con đường tu tập cũng vậy. Cái cách gì đó không biết mà tôi giữ trọn được, tôi đi được cái con đường này. Bây giờ có cái cô này có hỏi tôi như thế này: thưa thầy, bây giờ con ăn chay nhưng mà bây giờ con phải nấu đồ mặn cho gia đình, như vậy vì nêm nếm cho gia đình con thấy nó trở ngại quá, như vậy con làm việc như vậy con thấy con có tội, cho nên thôi bây giờ con ăn mặn luôn. À, cái này các vị thấy như thế nào? Tôi nói bây giờ cô ăn chay mà bây giờ cô nấu đồ mặn cho gia đình, cô nấu, cô nêm nếm đồ mặn và cô ăn chay, và cô nấu đồ mặn để cô ăn mặn, thì cái nào tốt hơn? Cái nào tốt hơn? Hả? Ăn chay nếm đồ mặn tốt hay là ăn mặn rồi nếm luôn đồ mặn tốt? Cho nên cái này các vị bị máy móc, cho nên chúng ta gặp trở ngại trên con đường tu học. Nếu như vậy cái ngày nào mình ăn chay mình không dám nếm đồ mặn, mình nấu cho nó ăn mặn chát hay là lạt nhắt gì rồi nó về rồi nó làm cho chúng ta khổ đau rồi sao? Tại bà ăn chay mới nấu như thế này nè, ăn không có được gì hết, đúng không? Như vậy bây giờ á, mình nếm miếng đồ mặn này mình nấu cho chồng, cho vợ, cho con gì đó ăn, nhưng mà bản thân mình vẫn ăn chay, mình lỗi chỗ nào? Ủa, ăn chay đâu phải bỏ một miếng cá vào miệng có tội, bỏ một miếng thịt vào miệng có tội. Các vị hiểu như vậy là sai lầm. Nếu miếng cá miếng thịt này mà từ trên trời rơi xuống, tôi cũng tranh giành mà ăn với các vị nữa. Tôi nói thật vậy đó. Cái tội lỗi này nó không phải xuất phát là bỏ một miếng cá vào miệng có tội, bỏ vào miếng thịt vào miệng có tội. Các vị nghĩ là mình ăn như vậy là dơ cái miệng cho nên là mình không ăn chay được. Hoang đường. Ai mà ăn như vậy? Bây giờ các vị thử, các vị ăn một miếng thịt miếng cá bằng cách đó với một người ăn chay mà đi ăn cắp người ta về ăn đi, coi có phước không? Bây giờ các vị ăn chay, ăn rau, ăn cỏ, ăn dưa leo gì đó mà các vị ăn cắp của người ta đem về các vị ăn đi, coi có phước không? Thành ra các vị phải hiểu
nghe lại cái đĩa ăn chay vạn mặn tôi phân tích cho các vị đã rất là nhiều. Cho nên ở đây đâu phải mình nếm một miếng vô vậy nó có tội đâu. Nếm hay không cái này chúng ta vẫn làm rồi mà, tự thân của chúng nó chúng ta cũng vẫn mua ngoài chợ đem về rồi mà. Nhưng mà nếu chúng ta ăn nữa thì cộng nghiệp khác, mà chúng ta không ăn thì cộng nghiệp nó khác. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta quan niệm một cách máy móc ha, rồi chúng ta không khéo, chúng ta tu hành một cách công thức, thì chúng ta tạo ra vô số lỗi lầm và trở ngại sau đó trên con đường tu học của chúng ta. Các vị thấy Tổ Huệ Năng nè, là một người là tổ thứ 6 của Thiền Tông đó. Mà các vị biết là khi mười mấy năm lẩn trốn trong rừng, thời gian Tổ sống với các vị thợ săn, Tổ ăn như thế nào các vị có nhớ không? Ăn sao? Đúng rồi, cái đây là điều căn bản. Trong thời gian Tổ sống với các vị thợ săn ở trong rừng, thì lúc đó Tổ hái rau luộc chung nồi thịt với thợ săn mà ăn. Các vị thợ săn hỏi tại sao ăn rau luộc trong nồi thịt, ăn rau mà không ăn thịt. Tổ nói rằng cái bụng tôi yếu, ăn thịt nó đau bụng. Như vậy thì vẫn ăn bình thường đó, nhưng mà đâu có ai nghĩ ngài tu hành Tổ gì đâu. Nếu biết đó lúc đó ngài là Tổ là họ giết chết rồi. Cho nên ở đây các vị phải thấy được rằng cái cách gì đó mà chúng ta không nhiễm tâm mà bảo trọng được con đường mình tu thì cứ làm chứ. Bây giờ mình cũng ăn chay, nhưng mà bây giờ mình vẫn lo chọn cho gia đình, chồng con, mọi thứ nó chu đáo. Và mình vì ăn này mà mình cản trở hết mọi con người sinh hoạt, thì mình tu như vậy có đúng chưa? Mình quá cố chấp công thức và mình làm đau khổ mình. Cái mình gặp chướng ngại, cái mình ăn nữa không được, hay mình tu nữa không được, có nói ma nó khảo tôi ha. Ma nó khảo mình hay là tự mình khảo mình ha. Các vị phải thấy ngay chỗ này vậy. Thành ra cái sự học tu của chúng ta, chúng ta làm cách gì để được bảo trọng con đường tu hành thôi. Hàng ngày chúng ta vẫn đi làm với bao nhiêu người khác, nhưng mà lòng chúng ta chuyên tâm niệm A-di-đà Phật, ai có biết chúng ta là cái gì? Bây giờ chúng ta tu như vậy, trong lòng ta niệm Phật, cái vô trong cái cơ quan hay trong tập thể, họ làm việc chung chúng ta, cái họ bắt nhạc lên, cái bà nói tắt nhạc đi để tôi đang niệm Phật, được không? Đó. Cho nên cái này phải như vậy, phải tùy duyên. Nó bắt nhạc thì việc của người ta, còn mình niệm Phật là việc của mình. Cứ thầm nó hát gì kệ nó, mình ở đây vừa làm vừa niệm Phật, mình lòng mình thảnh thơi có tu học là chuyện của mình, không ai đụng chạm đến vùng trời tâm linh của ai cả. Như vậy chúng ta tu hành một cách thầm lặng và chuyên nhất như vậy, chúng ta mới có thể đi chọn được con đường tu. Đừng thể hiện biểu hiện bên ngoài quá, chúng ta sẽ tạo một rào cản, một chướng duyên để hạn chế cho chúng ta trên con đường tu hành, rồi sanh ra phiền não. Cái chúng ta nói ma nó phá tôi, quỷ nó phá tôi, nó biết tôi tu rồi nó phá tôi à. Xin thưa các vị, như vậy thành ra không có đổ thừa gì cả, mà con người chúng ta phải linh động trên con đường tu tập như một dòng chảy của một dòng nước như vậy. Nước nó không bị sự cản trở vậy đó, một cục đá nằm đây nó sẽ lèo qua bên kia à, đổ trên bàn thì nó lan ra, bỏ trong ly thì nó cỡ này, để vô dĩa thì nó chẹt à, để trên máng xối thì nó chảy. Dòng nước nó không có gì trở ngại được nó. Còn nếu chúng ta tu hành một cách linh động, mạnh mẽ, có trí tuệ, thì cũng không có một cái gì có thể làm trở ngại được chúng ta. Thậm chí chúng ta có một người chồng hay là một người vợ không cùng tôn giáo, không tin đạo Phật, chúng ta muốn thờ bằng Phật để chúng ta tu. Ví dụ chúng ta tu niệm Phật, tôi muốn thờ tượng Di Đà, thờ lên nó tháo xuống, thờ lên nó tháo xuống, rồi cái chúng ta đâm cãi lộn với nhau, rồi chúng ta làm khổ nhau, thậm chí chúng ta làm tan nát gia đình bởi những cái chuyện đó. Bây giờ nó không chịu thôi, đâu phải có tượng Phật A-di-đà như vậy tôi mới tu, tôi mới niệm Phật được. Mày tháo xuống tao tu không lòng, mày có thể chẻ đầu tao ra được không? Các vị phải rất là thông minh cái chỗ này. Nếu không đồng tình thôi không cần thiết, nhưng mà bồ đề tâm này không ai tổn thương được, không ai phá hoại được. Sự tu tập là như vậy đó các vị. Nếu các vị tu hành được như vậy thì tất cả những nhân duyên này cứ hàng ngày tối đến
con nguyện hôm nay con niệm Phật một ngày, làm điều tốt một ngày gì đó, con nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương Cực Lạc, không ai chen vào được trong nguyện vọng và ước mơ của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải có cái nhìn nhận đúng lý để chúng ta tu hành. Chúng ta tu như vậy có thấy mình khổ đau phiền não hay là ma nó phá không? Có không? Như vậy lỡ ma nó phá là chúng ta nghĩ tại ma hay là tại mình? Tại mình. Thường thường người ta nói một câu sao? Nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu, đúng không? Mình có tóc mới bị người ta nắm đầu, chứ tu về nắm thử coi. Chúng ta phải thấy rất rõ. Tôi nói như vậy các vị hiểu cái gì không? Tại chúng ta tu mà chúng ta đưa gai ra nhiều quá, chúng ta đưa tóc ra nhiều quá, chúng ta đưa cái này kia nhiều quá, cho nên có cái cạnh, cái gốc, cái tóc để họ nắm nè. Còn chúng ta tu mà chân lu như thế này, đầu chỗ lưỡi như thế này, muốn nắm khó lắm, nắm có được đâu. Tôi mà chạy mà ai mà chụp đầu tôi dính tôi, thua cái gì cũng thua đó. Xin thưa các vị, nhớ là như vậy. Thành ra các vị tu đừng để gai bên ngoài nhiều, tu đừng để cạnh bên ngoài cho họ nắm, phải không? Như vậy các vị là những người trưởng dưỡng bồ đề tâm và tu tập như vậy, các vị có cần thể hiện để đôi co với những người tu khác pháp môn không? Ta nói tu thế này là vậy này mới cao nè, tu này mới rốt ráo nè, tu này thấp lè tè nè, thế này thế kia. Mặc gì lý thuyết đó, chừng nào mới tới được cái đỉnh cao giác ngộ? Ngồi nói tới già cũng vậy thôi. Nhưng quan trọng người đó hành trì được cái gì. Tôi không cãi, tôi không phân đua, tôi không nói, nhưng mà tôi hành trì. Cho nên tôi nói với các vị á, tu tập theo một pháp môn phải có niềm tin, tức là tín. Cái chữ tín trong tịnh độ, phải tin chắc rằng mình có khả năng làm được điều đó, và mình tin chắc rằng Đức Phật dạy mình không sai, để giữ lập trường tu hành. Thì nếu mà mình tin như vậy, mình nỗ lực, mình hành trì, thì sẽ đưa đến kết quả. Cái này tôi từng ví dụ như thế này. Có những người nói các vị tu tịnh độ hay gì đó, tu vậy là thấp lắm, tu vậy của hạ căng, biết chừng nào giải thoát, còn tu cái này mới thượng căn, giải thoát ngay một đời, thành Phật liền. Thì người ta nói như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi nói như thế này, tôi mới cho ví dụ. Tôi nói có hai đống đá, mỗi một đống là 1000 kg. Hai anh này sức lực giống như nhau, mỗi anh có khả năng khiêng được một lần là 10 kg. Như vậy cái anh 10 kg này, anh gặp cái anh ghinh 10 kg kia, anh thấy anh này ghinh mỗi lần 10 kg, đi ghinh bỏ chỗ khác á, anh nói ông dở quá, đống đá 1000 kg thì mình ghinh mỗi một lần 200 kg, mình ghinh 5 chuyến là nó hết đống đá rồi, đi ghinh khệ nệ lần 10 kg 10 kg vậy biết chừng nào mà nó hết. Mà ông này ổng cứ nói vậy thôi, mà ổng không có ghinh. Ông cứ nói ghinh lần 200 kg thì tôi ghinh có 5 chuyến là hết, ghinh lần 200 kg tôi ghinh 5 chuyến là hết. Ông ngộ nói hoài vậy, hết đời ông hết đống đá không? Ông này ông có sức, ông ghinh 10 kg, ông cũng ghinh 10 kg, ông cũng không nói gì, cũng không cãi gì, ông ghinh hoài vậy. Ông ghinh 100 chuyến hết không? Hết. Như vậy thì ở đây thế nào? Tôi cũng biết ông nói mỗi lần 200 kg 5 chuyến là hết. Tôi nói thật, tôi nói còn giỏi hơn ông nữa. 1000 kg này mỗi lần tôi ghinh 500 kg 2 chuyến hả ông à, chứ không tới 5 chuyến nữa. Tôi biết rất rõ là như vậy, nhưng mà tôi ghinh nổi không? Ngồi nói không chứ đâu có ghinh nổi đâu. Cái ông này nói ghinh lần 200 kg là hết mà, mà nói không mà đâu có ghinh đâu. Còn cái người kia, người ta biết rằng, tôi biết rằng tôi ghinh mỗi lần 200 kg là 5 chuyến là hết. Thậm chí tôi biết hơn nữa là mỗi một lần ghinh 500 kg tôi khiêng 2 chuyến là hết. Thậm chí giỏi hơn nữa, đâu cần 2 chuyến, 1000 kg là ghinh một lần một là hết. Nhưng mà cái nói thôi à, còn cái làm không có làm à. Cho nên nếu mà cứ như thế, tu cái này thành Phật ngay nè, tu này mới thượng thừa nè, mà ngồi nói không mà làm không được. Khả năng mình cũng như thế, khả năng mình cũng ghinh 10 kg mà mình nói cho tới 200 kg, 500 kg. Đó là mình lý luận suông, trong Đức Phật gọi là hí luận. Vì vậy cho nên người tu tập, tôi biết là vậy đó,
nhưng mà giờ khả năng trình độ nhân duyên phước báo nghiệp trước của tôi như thế, thành ra cứ thành tâm mà làm, không cần tranh cãi. Quan trọng nhất là ai ghinh hết đống đá, chứ không phải là ghinh như thế nào, nói bằng cách nào mà không ghinh. Hiểu cái chỗ này không? Cho nên hiểu chỗ này, người chúng ta tu tập cũng vậy, giữ lập trường cho vững chãi, đi cho trọn một con đường bằng cả một niềm tin, được sự hướng dẫn của quý thầy, các bậc tổ sư cho đến các thầy hiện tại của chúng ta, tu phương pháp nào tu theo Phật là tốt. Liệu cơm mà gắp mắm không? Tùy vào trình độ, sức lực, căn cơ, khả năng của chúng ta, chọn một pháp môn tu hành cho nó thích đáng, thì kết quả này chúng ta đạt được trong từng ngày một. Hôm nay với bài giảng, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tôi mong rằng các vị có một sự nhận thức rất rõ về con đường tu học của một người tu tịnh độ có phải là một con đường mâu thuẫn với học thuyết nguyên thủy giáo lý của Đức Phật hay không, để cho chúng ta thấy được rất rõ bằng con đường tu tập nào nó cũng có cái giới định tuệ hay là cái phước báo là điều quan trọng trong cái vấn đề tu hành. Nói chung trên con đường lời dạy của Đức Phật là điều giúp cho chúng ta hướng thiện. Hướng thiện bằng cách cao nhất, đó là hướng thiện cho con đường phước báo vô lậu. Và hướng thiện ở mức độ tương đối là chúng ta tu tập theo phước báo hữu lậu nhân thiên. Có nghĩa là dầu chúng ta chưa được giải thoát thì chúng ta cũng tạo lập vô số điều phước báo và làm lợi ích vô số điều cho chúng sinh giữa cuộc đời này. Người tu hành như thế đó thì chúng ta mới ứng dụng xuyên suốt và trọn vẹn theo con đường của Phật dạy. Tôi mong rằng các vị bằng quá trình tu tập nhận thức đúng đắn về tông chỉ của Phật giáo, hành trì đúng đắn và đồng thời có một quan niệm chính xác để đừng bị những cái kẻ mà đầu độc bậy bạ, học bị tập nhiễm ở đâu, những cái học thuyết lan man rồi về nói còng nói cua thế này thế khác để biện giải bằng một cách láo xược ha. Chúng ta không thể yếu đuối và nhẹ dạ để những cái người như vậy làm cho chúng ta mê hoặc. Ở đâu có một học thuyết nó đơn giản như vậy? Ở đâu có một giáo lý gì đơn giản như vậy? Chúng ta bị những cái người dễ dời như vậy là sai lầm rồi. Lời Đức Phật là một chân lý không khác hơn được, cho dù ai có biện giải cách nào tự thân nó cũng vẫn là như vậy. Và sự hành trì này mãi mãi là ở chỗ vận dụng tu tập của mỗi chúng ta, ở mãi mãi là sự làm của đôi bàn tay chúng ta, bằng ba nghiệp này, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, bằng ba nghiệp này mà dung trồng, mà tu tập, mà chuyển hóa, thì thế nào chúng ta cũng đạt được một kết quả tốt. Mà người ta nói một câu, không đỡ bề ngang cũng đỡ bề dọc tức là bằng một sự nỗ lực nào đó, không ích lợi cái này cũng phải ích lợi cái kia, cho dù thế nào cũng vẫn là tốt cả. Cho dù niệm Phật mà nghĩ tùm lum chuyện, nghĩ đủ thứ trên cuộc đời, vẫn tốt hơn là cái lòng chúng ta nghĩ bậy, vẫn tốt hơn những cái suy nghĩ chúng ta miên man. Cho dù các vị niệm Phật mà bằng loạn tưởng, các vị vẫn tốt như thường. Đừng bao giờ nghĩ là niệm như vậy là có tội, niệm như vậy là có lỗi, niệm vậy không được kết quả. Kết quả hay không, việc đó chưa biết, nhưng mà nó vẫn có tác dụng và hiệu lực của nó tương đương với những gì mình hành trì, cho dù nằm trong loạn tưởng. Có cái câu mà tôi nhắc với các vị một cái điều này để các vị nên nhớ, là để thấy rằng cái việc làm chúng ta lúc nào cũng được lợi ích đây. Câu này là trong kinh Pháp Hoa, chúng ta nên nhớ là: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Thì cái câu này nó mang cái nghĩa là cho dù người này lòng tán loạn, không có được nhất tâm, không có được thanh tịnh mà vẫn niệm Phật, thì nhất xưng Nam Mô Phật à, nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung. Cái người này là lòng tán loạn, không có thanh tịnh, không có trong sạch dở, nhưng mà vào trong tháp miếu, nhất xưng Nam Mô Phật, chỉ thành tâm hay là chỉ nhớ nghĩ niệm cái câu Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo, đều đã có nhân tố để thành Phật rồi. Như vậy chúng ta đọc qua câu này, người phàm phu chúng ta không dễ dàng gì thâm nhập Phật trí để đạt được một sự nhất tâm bất loạn như chúng ta mong muốn trong một thời gian giới hạn nào đó. Được thì chúng ta quá ư là tuyệt vời, thượng căn thượng duyên. Còn không được, đừng thất vọng, đừng buồn tủi. Tại sao chúng ta niệm Phật lâu mà lòng chúng ta chưa được thanh tịnh?
Chuyện đó là nếu chúng ta đã thanh tịnh, chúng ta đã là thánh rồi, là Phật rồi, là tổ rồi, chứ không phải là người phàm phu. Nếu đã là người phàm phu thì tính chất vọng tưởng là bản chất của con người. Dẹp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, niệm Phật được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đừng bận tâm đến điều đó. Ngày nào hết phiền não thì tuyệt vời, ngày nào chưa hết vẫn gieo đủ nhân tốt để giúp chúng ta vãng sanh vào con đường lành. Bằng thời pháp, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tôi mong rằng các vị hãy tự thắp đuốc nơi chính con người của mình và tự soi đường để đi đến mục đích cuối cùng cho thành quả tu tập của chúng ta. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa cũng có là tên đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể tổ chức. Hôm nay càng bắt con trai chùa Pháp Bảo chúng con vô cùng hân hoan được nghe những lời pháp chủ thân cần chí thành của hàng Phật tử, giúp cho chúng con có được tu chân vững vàng hơn trên lộ trình tìm về đến giác. Sự quan tâm chia sẻ pháp hội của đại đức để tạo cho chúng con nhiều nghị lực hơn trên cung đường thử thách trong gai của đường tu tập. Một lần nữa thay mặt các đạo tràng pháp quan trai chùa Pháp Bảo, chúng con xin đi đầu đảnh lễ tri ân đại đức giảng sư đã không ngại đường xá xa xôi Phật sự đa đông quan tâm về với đạo tràng của chúng con có những lời pháp quý báu như thế này. Một lần nữa chúng con xin nguyện cầu mười phương chư Phật vì người gia hộ nên đại đức giảng sư pháp thể thiên an về các con đường chiếu phải là một bước soi đường cho hàng Phật tử của chúng con nơi nêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng cung kính cùng toàn thể hội chúng hồi hướng nguyện đêm tâm an.